những ngày tận thế mà ngày xưa mình cứ tưởng tượng như khủng khiếp là trái đất này nổ tung hay bom nguyên tử nổ tung, như coi những cái phim mà mình coi trên phim này, Max hay là phim The End of the Day gì đó, End of the World gì đó, đó là khủng khiếp. Nhưng mà ở trên thương chúng mình cho Kiệt lên làm người truyền tin của thời kỳ này chỉ một duy nhất, thì những gì Kiệt nói trúng gần 90-95%, chỉ còn một chút xíu nữa khi mà Đảng Cộng Hòa lên nắm lại chính quyền Mỹ, nắm cái trục lợi, thì cả thế giới sẽ thay đổi, vì Đảng Cộng Hòa sẽ khởi chiến tranh với Trung Cộng, thì Biển Đông sẽ dậy sóng, nước Việt mình cũng sẽ có chiến tranh, và lúc đó cũng sẽ có nạn đói, không phải chỉ riêng nước Việt mà. Thì lúc đó tất cả những cái độc tài, những cái ác, những cái gian xảo, những cái mị dân, những cái mưu mẹo, những cái gọi là lường gạt, sẽ đi vào quá khứ. Kiệt thường hay nói đó là Titanic sẽ chìm, tất cả cái ác sẽ chìm. Khi tất cả cái ác sẽ chìm thì cái thiện nó nổi lên. Cho nên hôm nay quý vị thấy thế giới là Sri Lanka nè, hay là Miến Điện, hay là ở Venezuela, những cái độc tài nó đang trỗi lên, thì đó cũng giống như quý vị cứ nghĩ nó như những cái mà mình học, những cái đậu đầu mùa nó trổ lên để cho mình thấy, để sau này khi mà mình qua cái thời đại bỉ cực này á, sắp sửa rồi, thì mình sẽ trân trọng nhờ một cái đời sống mới mấy nghìn năm sau, khi khi cái thế giới này hiện bây giờ sống chỉ có cái lòng nhân ái mới tiếp tục sống được, đoàn kết và nhân ái thì mới tồn tại. Nếu mà không có hai thứ đó, những cái ác sẽ không thể nào tồn tại được, tất cả những cái giả dối đều phải đi hết. Đó là cơ trời. Mà Kiệt lên đây những cái clip đầu tiên cũng từ năm 2018 Kiệt báo động, mà hôm nay Kiệt báo động tính đến bây giờ là 2 năm, thế clip này 144. Không biết ở ngoài đó những người có đầu óc không biết họ nghĩ gì về Kiệt, nhưng mà Kiệt rất là thật tình, chân tình, và nói từ cái tâm, nói những cái gì sự thật, để cho trước tiên cho mình có đời sống tốt, gia đình mình có đời sống tốt, quốc gia mình cũng tốt, thuận thiên. Nên nhớ coi lại clip cũ từ con dế lửa, con dế than, clip 130 mấy, 140 mấy gì đó, coi lại đi. Chị có nói để cho nước Việt ngày xưa đó mấy vị chỉ là giống như thay đổi, gọi là lọc, sàng lọc, nhưng mà mấy gì mà ở bên kia các lãnh đạo của mình á, không có thuận thiên, vẫn là nghịch thiên. Cho nên khi nghịch thiên thì hôm nay câu chuyện lại là khác, tại vì trên từ bi cho Kiệt lên nói là mục đích cho tất cả các những người mà hiểu về thiên cơ để mà thay đổi cho kịp lúc kịp thời.